Everything under control? Everything is under control 100%. Okay. Is everything under control with you? Oh, yeah. Jeff, he's so lucky he met Tony Lay. That is... I know. He is lucky. Yeah. We have everything. Okay, it's all here. Okay, everything right there, đó chị. Tức là những cái vật liệu mà nó sử dụng cho cái căn nhà chị đang muốn mua đó là nó nằm ở chỗ đó. Bây giờ Vi, em lại em giải thích cho chị là cái món nào nó nằm ở vị trí nào hay sao sao đó Vi. À. Dạ dạ dạ. Okay, bắt đầu. Đó, cái cửa trước. Là giống như nhà mẫu luôn. Màu này. Cửa thì được thay được không? Mình có thể hỏi, tức là hiện tại bây giờ là người ta chọn cho mình là như vậy đó 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 đó. Dạ 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 dạ. Thì bây giờ mình phải hỏi ổng là có thay được hay không vậy. Rồi bắt đầu kế tiếp là cái gì đó? Cái vách tường phía sau cái bếp. Yes. Cái tủ màu này. Hả, tủ màu đó là nó y hệt như cái căn nhà mẫu đó chị. Dạ. Còn mấy cái que này là sao? Cái que không? Dạ, y chang gì đó đó đó. Thì những gì chị thấy là những gì nó sẽ build trong cái căn nhà đó cho mình đó. Ủa, cái đèn này đẹp nhỉ? Ôi, ôi, cái đèn này nó làm cao cấp nha. Đây là cái sàn nhà. Nhưng mà nó chưa có tính trong phòng ngủ. Cái này là khúc ngoài thôi. Dạ. Phòng khách, nhà bếp, chỗ ăn. Đó, còn ba cái phòng ngủ thì nếu chị muốn nâng cấp thì mình có thể nâng cấp lên hồi nãy ổng nói đó. Đó. Nhưng mà ổng nói là sàn nhà chị có thể đổi. Dạ, đó, màu là sáng vậy. Hay màu tối? Dạ. Màu sáng đi, tại vì nhà chú ghi nhỏ để lượng màu sáng. Dạ, đó sáng. thì cái, nhà tắm. Đó, cái vách tường của nhà tắm đó chị. Cái tường tắm nó có màu nào nữa không? Có chứ, đầy đủ hết. Nhiều lắm, chút xíu nữa mình coi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chị màu chi. Màu gạch là cái này. Cái màu gạch nãy chị nói là màu đỏ nè. Yeah. What is this one? Cái màu gạch này nó giống màu nhà em cũng đang lựa đó, nó lên hình nó nổi lắm. Đúng rồi. Floor and wall. Nó không dơ mà nó không sạch. Cái bếp á, cái bếp á. Dạ, cái bếp. Cái bếp. Cái mặt đen bếp. Dạ, cái level tree á, cái level tree á, tức là cái hàng cao cấp á. Là cái này nó cũng giống cái đó không? Dạ, nhưng mà nó màu này. Floor and wall. Cái master bed, cái sàn nhà với lại cái vách tường là màu này. Đó. Nhà cái từ màu này. Dạ. Cái master bathroom á. Master bathroom có chẳng ở trong phòng tắm á chị. Hiện tại giờ đúng không? Dạ, màu này. Dạ, đúng rồi, nó giống như cái hiện tại bây giờ mình đang coi. Rồi cái đứng đó là cái gì vậy? Cái này là phòng tắm. Phòng tắm nhỏ bên đây. À vậy hả, nó làm hai cái khác nhau hả? Ừ. À. Kìa đó, cái đèn chiếu chiếu xuống là đèn đó đó chị. Cái này cái tường của phòng tắm nhỏ đó hả? Dạ, dạ. Đúng rồi, cái tường của ta phòng tắm nhỏ. Muốn làm cho nó mát. Mát luôn thì bây giờ chị nói là đổi qua cái này luôn cho nó đẹp. Đúng. Cái này nó có dần dần cho đúng nó đẹp rồi, hơn. Nó dẹp. Đó thì em cũng chọn cái đó đó, nhưng mà cái đó là cái cũng ok lắm đó chị. Ừ đúng. Rồi, cái màu này giống như... nó bình thường quá. Nhìn nó giống như lót ở trong thiết trình. Dạ. Rồi bây giờ rốt cuộc còn cái gì nữa không? Cái kia ở dưới kia kìa, thảm với lại cái màu gì kìa? Cái thảm. Cái này là cái gara. Cái gara là màu này nè. Đó, gara màu đó. Cái trim. Cái trim. Cái trim nó màu gì vậy? Màu tối thì cái ra màu sáng. Dạ đúng rồi. Cái trang này nó màu này màu gì đó? Màu xám á chị. Xám xám không? Dạ. Màu đó là màu đời mới đó. Em cũng chọn cái màu đó cho cái ra em á. Dạ. Nhưng mà cái nào chị không thích? Rồi bây giờ là một cái ba nào đó, bây giờ cái nào chị ơi không thích thì bắt đầu mình mới bóc ra mình đổi ra qua cái khác, ví dụ như đó. Cái cửa chị không thích cửa đó mà. Cái cửa. Cửa thì giống cửa nhà mẫu. Chị có mấy cửa thôi à? Để em. Ok. Lấy cuốn sách ra. Is it there? We do, but I don't know whether you'd have to ask Jeff. Yes, I know. Yeah. You're right. Exactly. Because they already selected already, so we cannot change in anything. You know. I don't know what about that. Yes. So, there are these. Right here. These. Tôi đi tìm bối xó. This is the pendant light. Mm-hmm. She likes it. She wants to change it now. She wants to spend the money now. Talk to Jeff. Forget it, man. Just leave it like that. Don't change it nothing already. The contract already signed. Don't change it nothing. Yeah. Me, I'm very easy. Được chứ chị? Đó. Màu đó màu đời mới nè. Cái màu này giống như làm nail rồi. Tụi em cũng có rất là nhiều người ta thích cái màu này nè. Yeah.
này thì nó cũng bằng cái level với cái kia thôi, ừ, nhưng mà nó chỉ ở đó, đúng rồi, ở màu nó khác nhau chút xíu thôi à. Đó đó cửa này chị rồi đây nè, tao tao chị lại chị coi cái cửa nào chị thích coi. Cửa này nhà anh chị có ở gần tòa Bạch Ốc không vậy? Bữa nay hôm qua du lịch đang đi ghé thăm đi. Dạ xuống đó. Hả? Có hai ba cái này. Ba. Nghe bạn Bi này nói tất cả những ai mà ở vị trí nhà đều là đại gia không? Bạn Bi nói chứ không phải Tony Lê nói. Đại gia nhiều hơn đó, đúng không? Ba mẫu. Nhưng mà cái màu thì chị có thể chọn. Còn cái đèn bếp á, xài cái đèn đó được không? Chị. Bạn đang thích cái đèn đó đó. Bữa hổm bạn lấy cái đèn này nè. Update chưa cái đó để mình coi nó update chưa. Update rồi đó. Đó. Con đã cao cấp chứ á. Cái này cái đèn. Nó đó update đèn rồi phải không? Dạ. Yeah. Vậy là có đèn rồi. Dạ. Yeah. Đúng rồi, dạ dạ dạ. Nhưng mà cửa bây giờ cửa đi chị nói chị thích cái nào? Cửa loại nào, kiểu nào? Chị không thích cái kiểu đó hả? Cũng thường luôn. Thì đúng rồi, chỉ có vậy thôi à. Ừ, thấy nó thường. Nó không có gì thôi, cái cửa này cái này đập cái vô cái vô. Cái nó đi nguyên một cái thân người vô luôn thôi. Cửa kia thì nó có cái sập ngang gì không? Cái cửa kia là nó pop nó pop full lời nhất đó chị. Dạ. Bữa hôm em cũng chọn cái cửa đó đó chị. Yes yes yes. Nhưng mà của em là 8 feet tại vì nhà em nhà bự á. Dạ. Nè, đổi này nè Vi. Cái này là một ha. Đó. Cái này á. Đâu cái này xuống. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Cái màu nhà mẫu là cái này nha. Là mẫu là sao? Cái màu nhà mẫu là cái này. Ờ thì đổi là cái này là cái đậm hơn, chị muốn cái nào? Không, chị thích cái đậm, chị thích cái đậm. Ờ cái đậm hơn bữa. Rồi, với lại cái này nó sẽ giống như cái này nè. Cái này nó phải mát trên nhà tắm. Nó mát trên hai cái nhà tắm tự nhiên để hai cái màu khác nhau. Cái vỏ của nó là mát luôn ngoài luôn. Cái sàn á. Là cái này chị dán tường thôi đúng không? Dạ. Cái này chị dán tường của cái bếp chung cái gì nha. Đúng rồi, dán tường thôi, nhưng mà sàn là chị muốn sàn này. Không. Sàn cái màu y chang luôn. Y chang này luôn hả? Ờ y chang này nè, sàn cấp lo. Để chị lấy chị chọn cái kẻ. Chị muốn màu này. Nè, rồi nha. Không, cái nhà này coi à bây giờ nó xây là có cái floor gì màu này rồi đúng không? Không, màu này. Màu đó đó. Ủa nó có màu này hả? Bây giờ em hỏi chị là chị hả? Cái chị chọn đi. Đó, chị chọn đi nè, quá trời màu nè. Rồi hiếc, rồi hiếc. Rồi hiếc nè. Nè. Đó, đỏ, đỏ cao cấp nè, cao cấp nè. Rồi bên này nữa nè, đó. Bên này. Đó. Nhưng mà bên này mắc riêng lắm. Mình chọn cái này, tới cái này thôi. Nè, em bật mí cho chị luôn, bữa hổm này em chọn cái nào đâu Viên, bữa hổm anh chọn cái nào đâu. Như cái này. Bây giờ vậy nè, mình nói vậy nè. Bây giờ nếu mà xây là mình chọn cái kịch nào là coi như mình chỉ upgrade lên những cái phòng mà có thảm đó, mình chỉ upgrade nó mát chung thôi đúng không? Đúng rồi. Mình chỉ thấy cái tiền thường upgrade đó là mình upgrade lên thôi đúng không? Bây giờ mấy cái màu này mình có cái màu nào đẹp. Màu sáng hả? Chị thích màu sáng luôn hả? Sáng tại cái nhà mình cái chu vi nó nhỏ, cái space nhỏ mình muốn màu sáng nên cho nó có thấy nó rộng rãi ra, cái khóa nó không có bị ngọt. Bữa hổm bạn Vi chọn cái hình như màu này nè. Bạn Vi á màu nào? Màu này nè đúng không? Em chọn màu này nè. À chứ cái em chuyển sang màu này hả? Cũng là Rain Forest Ray hả? À em không thích white mà em chọn Ray. Đó là giả cổ, còn nếu mà chị muốn biểu đặt thì cái này cũng được nè. Cái này giả cổ. Dạ, đúng rồi, tức là gạch đó. Là nó nhà mẫu nó mình mua là nó làm sẵn mình này luôn. Dạ, nhưng mà cái màu kia kìa đó, cái màu đó đó. Màu đen thui đó. Đó, đó. Đó, bây giờ chị muốn màu sáng. Rồi sáng sáng rồi chị ơi. Đen vô thấy cái nhà. Nhà nó tối tăm lắm chị ơi. Em cái gì với màu mèo là em thích, là cái gì sáng sáng là em thích rồi chị. Đời có bao lâu đâu mình hững hờ mình phải sáng sáng sủa sủa lên. Ông trả lời em chưa? À. Cái ót lì á, ông trả lời em chưa? Ồ, sống xếp đánh cái cây nè. Ở đâu vậy? Ở bên cây đi á. Rồi trái chưa? Nó rách luôn nè, thấy không? À, nó rách thôi, nó bị tét da thôi, nó chưa trái. À.
các anh ở ấy, các anh mua Oatly trả lời em chưa? Chưa. Ủa vậy thôi hả? Bạn đi làm rồi. Rồi còn mấy chị kia, mấy chị gọi điện thoại hôm qua rầm rộ quá, bây giờ em gửi cái inventory cho mấy chị đi. Em gửi rồi. Bây giờ mình muốn chia sẻ luôn. Ok, bây giờ trong lúc ảnh chỉ chọn gạch thì bây giờ mình chia sẻ là những cái gì mà đang có để bán rồi chưa có để bán đó đó. Bây giờ một cái ba nè, một cái ba nè. Bây giờ em muốn chia sẻ là bây giờ mình có mấy cái căn mà to be built thì cái builder Hà chọn sẵn luôn rồi. Dạ. Thì Hà sẽ bán cho mình rồi cái giá option mà Hà chọn đó, Hà sẽ giảm cho mình nửa giá luôn. Thì em có cái list đây, nếu mà anh chị em nào mà muốn mua bự cũng có mà nhỏ cũng có. Đúng rồi, bự cũng có, nhỏ cũng có. Thì gọi vào cho em sẽ chia sẻ cái list đó. 50% off. Dạ, 50% off cái mà upgrade ở bên trong của cái căn nhà đó đó. Dạ. Hiện tại thì Hà chuẩn bị xây thì cái sàn nhà mình có thể thay đổi. Còn mấy cái khác thì đa số là không thể thay đổi, giống như gạch bên ngoài Hà phải xin permit này nọ đó. Thì không nó thể đã không có thể thay đổi được. Nhưng mà sàn gạch đó thì mình có thể thay đổi được. Đúng rồi. Ví dụ mình muốn lót gạch hết phòng ngủ luôn cũng được luôn. Nhưng mà mình phải gọi sớm tại vì bây giờ nó chưa xây thì mình có thể đổi được. Rồi để coi coi nhanh tay thì mình mua được giá nó hữu nghị. Dạ thì bây giờ nó mới mở thì giá nó rất là hữu nghị luôn á. Giống như trong cái khu này nè mà cái nhà giống vậy thì nó hơn tới 50-60 ngàn. Đúng rồi, luôn. Đó, thấy chưa? Dạ. Tức là nếu mà mua ở dưới khu kia thì nó chỉ có khoảng 320-330, mà mua ở đây khoảng 370-380. Đó, thấy chưa? Mà cũng xem tinh căn nhà y hệt như vậy. Dạ. Không có gì thay đổi, đó thấy chưa? Anh chị em có câu hỏi thì cứ gọi vào cho em. Yeah. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Đó. Rồi còn gì nữa không? Hiện tại bây giờ nó có. Gọi vào em sẽ chia sẻ cái list đó. Mình có thể mua được từ cái list đó. Từ cái giá này thì mình có thể giảm xuống. Bây giờ nó có 5-6 căn nhà nhỏ và 5-6 căn nhà bự. Đúng rồi. Là nó available bán right away. Yeah. Còn nhà lâu cũng có, nhà trệt cũng có. Chứ không phải là nhà trệt không. Yeah. Cái nào? Đó, xe giống như cái của em thôi, chứ sáng sủa đẹp đẽ. Yes. Bữa hỏi mẹ, không tại em thích màu sáng lắm, cái gì em cũng chọn màu sáng chứ. Em là màu mè, dạ. Sáng nó làm cho căn nhà mình nó tươi sáng lên, người ta vô người ta thấy nó rực rỡ đúng không? Đó thì chỉ thông nè, màu đen để xuống cái đen thùi nè, đó ví dụ như vậy. Có bao nhiêu mẫu nó thôi là bắt buộc cái này là sáng nhất, cái này là sáng nhất thôi. Dạ. Mấy kia nó mẫu quê. Trừ ra khi nào chị chọn gạch đó thì nó có những cái khác, ví dụ như mà gạch bình thường quá. Cái này là nó này nó chống nước luôn không? Dạ đúng rồi. Gạch ủa bằng gạch mà. Ủa cái này nó bằng gạch. Dạ bằng gạch nữa. Nó đâu phải bằng gỗ. Cái backslash chị ok đúng không? Cái backslash chị ok chưa? Giống như ở trong nhà mẫu nhà. Không, đây nè. Đây nè. Đây nè, nó là cái này nè. Trang ở đây là không? Không, trong đây kiểu khác. Cái này kiểu khác. Ở đây chỉ cho cái vô đây thôi hả? Không, hiện tại bây giờ là người ta chọn là như vậy, nhưng mà nếu mà chị không thích thì chị có thể chọn cái khác bên này. Đây 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 đây, đây. Đó, đó, đó. Đó, nhưng mà em không biết là mình có được quyền thay đổi hay không nha. Ví dụ như nhà mẫu nó không có chị. Nhà mẫu nó không còn nữa. Dạ, cái màu đó nó không còn nữa. Ôi, nó hiểu nó ghê luôn á. Vậy hả? Ừ, ai cũng thích đó, nhưng mà nhưng mà nó hết hàng. Ai cũng thích, ai cũng gọi vô cũng nó muốn cái backslash. Anh này cũng vậy nè. Nhưng mà không có. Thôi nhưng mà thôi, cái rốt của cái em chơi cái bình thường luôn. Em chơi cái bình thường luôn, chơi cái này nè. Màu trắng thôi. Dẹt. Nhưng mà cái này cũng đẹp nè, tại vì nó có phân này. Đúng rồi, nó có chéo. Em chơi cái đó đặng cho em khỏi tốn tiền. Cái đó là cái căn bản khỏi tốn tiền vậy. Ủa đây nó cũng có, này màu cái màu xanh mà. Dạ. Nhưng mà chị phải nhìn coi là cái tủ chị màu gì, đặng coi nó hợp với cái màu gì không nha. À cái tủ màu ray vậy thì cái backslash nó phải màu gì? Một cái ba phối màu nè. Mình thì mình màu mình là bị color blind thành ra mình không có phối màu được. Căng thẳng quá. Đâu có đâu chị, này nè, con nè, nó chị muốn chọn gì đó chị chọn đi. Bây giờ chị lấy thử một cái màu đó chị để vô cái màu ray coi coi nó có hợp không, ví dụ đó. Nhưng mà chị nhớ một điều nha, xin điều nha. Cái này của chị là nó đen thùi rồi nha. Ok, thì cái này nó cũng hơi đậm mình nha, thành ra chị phải chọn cái màu sáng. Cái này là cái gì, này là gì? Cái mặt bếp đó. Ủa, mặt bếp đen chứ mặt bếp ngoài nó màu gì? Cái mặt bếp ngoài màu trắng. Mình nói màu trắng. Chị muốn màu trắng ha, chị giờ chị chọn luôn cái màu trắng bên này.
Right here. Yeah, hả? Right here. Right here, right here. Yes. Yeah. Đó, cái màu đó là màu giống như ngoài, ở ngoài kia đó. Nè. Nè chị, bữa hổm á bên em á bà xã bà chọn màu này hay cái gì nè. Đúng không Vi? Này nè. Ờ level 2 đúng rồi, level 2 đúng rồi, tại không xài tiền nhiều thành ra chọn level 2. Em chọn à, cái này. Ủa nhưng mà anh mua nhà mẫu đây nó cũng có sẵn lắp lên sẵn chứ, hay là tự mình chọn ở đây. À, còn chỉ có cái nhà này lắp ray thôi, nó sẵn vậy hả? Dạ. Đó. Con lắm em chọn cái này nè. Vì muốn vân thì cái này. Thấy màu trắng nó sang đây. Sáng sủa. Nhưng mà nó có hạt với cái thì nó hôm nay nói chung ra cái màu này á, cái màu này nó dễ vô với những màu sáng á. Dạ hả, ok vậy thì tôi chọn hết màu sáng. Chọn cái bách lát màu sáng rồi chọn cái miếng gạch màu sáng luôn. Ừ. Thì là gạch ở trên cái dệt đúng rồi. Dạ. Cái counter top á. Counter top đúng rồi. Dạ. Cái này nó không, cái này làm nếu cái này là nó khác hay đúng là màu khác. Cái này là nó cũng cho mình chọn luôn. Dạ, đó chị. Nói nôm na thì bây giờ chị chọn đại đi rồi bắt đầu mình hỏi cái người xem em là có đổi cho mình được hay không. Cái nào người ta đổi được, cái nào người ta đổi không được, lúc đó mình mới bắt đầu cái này nó mỏng, tiếp tục. Tại vì cái này mình khó. Cái này như là granite. Dạ đúng rồi. Cái granite thì chị xài vĩnh viễn đó chị. Đúng rồi. Cái kia coi bộ em không biết sao nó mỏng quá. Không có là cái này cái sample thôi nó cái cấp cỡ nó cỡ bao nhiêu mà. Dạ. Vậy à. Đó, nó cỡ giống như cái đó, chị thấy không? À, cái bàn đó. Đó, cái bàn này nè. Ừ. Cái này cái xem bồn mà. Cái cây hồi nãy bị sét đánh là cây nhà vậy mà em có hình hay vậy? Cây ngoài đường. Trời ơi, bà ơi, bà chuyện gì cũng có bà trong chứ trời. Ngoài đường mà cũng có đó hay vậy trời. Đúng rồi. Không nhiều chuyện không phải người Việt Nam. Màu đó hả? Cái gì? Đâu, màu nào? Màu này. À. Màu này nó có mà bồ chút. Còn này nó không có mà bồ. Nó bị cá, chìm, nhưng mà chìm. Nó chìm. Nó hơi chìm chìm. Rồi. Rồi bỏ vô luôn. Rồi bắt đầu hỏi nó mình chụp hình mình gọi cái người xem em. Thử rồi, thử rồi. Nào đẹp hơn, nào sáng hơn. Cái này thì nó có hộp. Chị thấy có hộp không? Còn cái này nó trơn, nó có băng. Cái này có hộp với có băng luôn. Anh ở ngay trung tâm vị trí nhà không? Hay là ở ngoài lề lề? Ngoài lề. À, ngoài lề. Vậy thì ví dụ từ nhà anh mình đến tòa bà đốc khoảng bao xa không? Nào em hỏi thiệt á. 2 tiếng. Vậy hả? Sao cái dữ vậy hả? Không, cái là chạy nhanh chừng cái rưỡi à. Ồ, vậy hả? Rồi trong chừng lẹ là chừng kẹp xe ra các vịt đó là mấy. Rồi anh có thay thường thường đi ra ngoài chơi không? Ví dụ thì đó. Thường lắm, đi gia đình A, đình ngoài đi. Dạ hả? Chơi thường mỗi tuần luôn. Ồ, ok. Ngoài mới vui hơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Tại vì nó ngay trung tâm đúng không? Chứ ở đây thì xuống dùm lè. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà ở bển mùa lạnh chắc tuyết cũng nhiều hả? Nhiều. Đi phải những cái gì nó khác nhau. Dạ. À, mà năm nó thay đổi mình không? Dạ. Em thì em chưa bao giờ được đi đến tòa bà đốc. Bữa nay đi xuống mùa tuyết thôi. Dạ. Chưa gặp tuyết quá. Mai mốt mà nếu mà năm 2024 mà Tổng thống Trump trở lại tòa bà đốc là em sẽ đi qua bển tham quan. Dạ. Dạ. Nhìn nó dơ. Cái này nó mát, cái này cái sáng tại nó có ẩn sáng thì nó mát hơn. Dạ đúng rồi. Tại vì cái kia thì nó không đậm mà nó không lỡ, nó vừa vừa. Ok rồi, chị còn đổi cái gì nữa không? Xong rồi đúng không? Cái bát slat. Ờ đúng rồi, cái bát slat. Ờ. Đó bây giờ chị suy nghĩ coi cái bát slat nó sẽ là màu gì. Ờ lấy đại nó đi. Đẹp hơi kiểu cỏ mà. Không mấy cái đó nó bự nó phô quá. Cái này chị, cái này level 5 nghe chị, cái này mắc tiền lắm á chị. Đó chị nhìn thấy cái cái level 5 là cái hàng cao cấp. Thì đúng rồi, nó chọn sẵn vô trong cái căn nhà này rồi đó. Mình chỉ đổi màu thôi. Dạ. Đó,
Rồi. Nãy cái màu này nó có sáp trong đây luôn nè. Dạ, yeah, đúng rồi. Dạ. Yeah. Ok, bây giờ để kêu bạn Vi gọi cái người salesman bắt đầu mình phải trình bày với ổng là chị sẽ nâng cấp ba cái phòng ngủ lên bằng gạch luôn. Rồi chị đổi cái màu gạch đó. Rồi sau đó chị đổi cái màu tủ. Rồi chị đổi cái màu của cái countertop, cái bếp vậy thôi. Còn cái này á thì cái countertop nó giống cái này là nó giống ở trong đó gì á, giống nhà mẫu. Cái nào? À, em cũng không rành nữa, hình giống không vậy? Giống ngoại luôn á. Vậy hả? Vậy chị không, chị thích mà ngoại sao chị không chọn cái này mà chị chọn cái kia? Đâu có chọn cái này đâu. Này không chọn nó cái này. Cái này là em chọn nhưng mà em thấy nó có hộp nhiều quá, dạ. Em không thích. Ok vậy thì giờ chị bỏ. Cái này nó có màu xanh là thấy màu xanh. Ờ vậy chị để lên trên đặt hộp. Ờ ok. Để nó vô liền đó. Để lên trên đó đặt rồi mình nói với người salesman. Quyết định chưa? Rồi. Còn bắt đầu cái vách tường của phòng tắm thì á người ta sẽ đổi qua cái này cho chị luôn. Nó có mẫu này thôi. Dạ, hiện tại bây giờ thì người ta đang bỏ vô cho mình là như vậy đó. Là cái mẫu này luôn. Dệt cái mẫu này nè. Chứ không phải cái này. Không. Ok. Rồi Vi, gọi rồi, cái này nó mát vô nhà. Dạ, rồi gọi ông chép đi. Chỉ có 3 thứ để đổi. Ok. Đây, thứ nhất là cái này. Rồi. Thứ hai là cái countertop. Rồi. Cái này thì chỉ vẫn giữ nguyên. Okay. Cái này với cái này. Rồi. Chị thích cái này. Đó là cái sàn nhà. Thì đổi qua cái này mà làm thêm 3 cái phòng ngủ. Rồi. That's it. Rồi gọi ông nói ông liền coi có ok không. Đèn của mình là đèn này đúng không? Dạ, đèn cao cấp đó chị. Đèn đẹp, đẹp đó chị. Bữa hôm bà không có chỉ mình mà mình đâu có biết đâu, bà chỉ mấy cái đèn căn bản không à, đó cái đèn đó không à. Yeah.